Chúc cá Tú Sóc Trăng xin chào tất cả các anh em đồng nghiệp như các bạn bè gần xa nha. Rồi cái máy lạnh khách ở Long An gửi sữa nha. Ngồi sờ xài quá không biết bên trong có bị gì không đây. Dây nhợi đứt tùm lum ở đây như này. Nên lấy thử dùng pin nha để test. Rồi máy này chắc bị chết beta rồi. Cái này là nó bị chết con beta nha, nó bị lết cáp nha, rồi mình thay lại rồi. Cái này là có trộn xung.
Chào mọi người nha, mình sửa xong cái máy này rồi.